Đang phát sinh, xin chào bạn. Ở đây là đang hướng dẫn các bạn cách vào keo bát gà máy. Bên ngoài trước bạn. Muốn keo này không thiếu không thừa thì các bạn chia đều trước, mình chia đều cả ba cái, giữ này cho tràn ra mép này. Quay rồi, giữ này để tràn ra mép này, nó phủ quả lớp chỉ ngoài chống xô chỉ. Các bạn nào quấn không chặt chỉ, không chặt tay nó sẽ bị xô. Tạm vậy đã, bạn chia đều keo ra, tránh trường hợp thiếu keo. Nếu bơm, các bạn bơm xi lanh các bạn nhớ tỷ lệ thì nó không bị thiếu mà nó sẽ đủ keo, không thừa không thiếu. Bạn mà như keo này là tỷ lệ 21. Keo này bóng này, phủ vào cái bóng này. Tiếp ở giữa. Bạn đứng chổi lên một tí. Tràn mép đang vướng máy quay nên là làm nó hơi vướng một tí. Trước khi phủ này các bạn hơ một tí lửa phần chỉ đi, có sợi nào thừa, sợi nào nó sờn lên. Nó sờn lên thì các bạn hơ lửa thì nó sẽ đỡ sờn, sẽ mịn chỉ. Các bạn quay keo thì nó không bị gợn chỉ lên. Và nó cũng đốt hết oxy. Đốt hết oxy trong chỉ thì nó không có bọt ở keo. Các bạn nào muốn keo không bị chảy nhiều thì các bạn pha trước tầm 5 phút thì keo nó không bị chảy. Máy quay tốc độ chậm, chậm thì nó không bị chảy keo. Hoặc là các bạn quay tay thì nó cũng không bị chảy. Các bạn cứ pha để một lúc. Các
bạn mới pha cái các bạn vào luôn keo thì nó sẽ bị chảy. Mà các bạn không có máy quay thì không có máy quay keo này thì nó sẽ chảy, quay bằng tay không thì nó sẽ chảy. Đấy, chia gọi keo tương đối là đều keo rồi. Bây giờ các bạn dàn ra thôi. Ba chỗ có chỉ quấn đấy, quấn chỉ này thì chia đều keo này. Ít này đâu, bạn thêm bớt này, không bị thiếu. Rồi đang phi sinh hướng dẫn các bạn vào keo bắt gà máy. Đang phi sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của đang phi sinh.